Rồi chuyển qua thằng tiếp chính là thằng shallow copy và deep copy. Thì hai khái niệm này nó được sử dụng ở nhìn chung là nhiều ngôn ngữ chứ không phải là chỉ mỗi thằng Java. À, nhưng mà ở đây sẽ demo qua cho mọi người thằng Java cụ thể nó như nào. À, thì đương nhiên là nghe tên thì mọi người sẽ biết là nó đang clone ra một cái gọi là cái object đúng không? Đấy, clone ra một cái object thì nó có hai loại. Một loại là gần như là nó là clone ra hai con chó. Đấy. Còn loại thứ hai là gần như là nó sẽ clone ra hai thằng độc lập với nhau và nó sẽ thay đổi độc lập với nhau luôn. Ok chưa đây? Từ một thằng nó sẽ clone hẳn ra một thằng khác. Đấy, còn cái loại trên này này, gần như là cái lõi bên dưới của nó vẫn đang trỏ đến một thằng. Đấy, nhưng mà cái bên trên này nó đang trỏ, nó đang là hai con trỏ. Đấy, ok chưa? Thì sẽ đi qua ví dụ cho mọi người dễ hiểu hơn. Đầu tiên là học thằng shallow copy trước nhá. Các cái ví dụ thì đóng gói trong phần resource. Mọi người có thể xem qua. Đấy, mọi người gửi extract ra nhé. Đây, mọi người thử xem qua ví dụ 1 này. Để đem copy vào nhé. Ok, đây. Giả sử mình có những cái đối tượng entity nó kiểu như này. Đây, mọi người nhìn nhá. Có đầu tiên là có thằng person, đúng không? Như cái hình này này. Mọi người có một thằng person và nó có hai đối tượng, một là name, hai là address. Thì name nó có first name với last name. Còn address nó sẽ có là street với lại city. Đúng không? Tên đường với tên thành phố đó. Đấy. Thì ở đây thì person này có address với lại name, hàm khởi tạo đầy đủ nhá. Ok chưa? Rồi các thứ này đầy đủ này, to string thì mình chỉ in ra thôi để tí nữa biết xem là nó có thay đổi độc lập với nhau hay không. Đấy, name thì cũng có first name với last name bình thường. Đấy, còn đằng address thì cũng có street với lại city bình thường. Ok chưa? Cái này là ba đối tượng. Nó bình thường không? Rồi tiếp theo cái phần frontend này thì mình sẽ có một cái file để demo thôi. Thì đầu tiên mình sẽ có một thằng là name nhé. Mình khai báo ra là Nguyễn A. Ok chưa? Còn đây là street 1 là ở Nam Định chẳng hạn này. Đấy, thì đây là hai đối tượng name và address. Đấy. Và bây giờ mọi người tạo ra một thằng person 1. Ok chưa? Và đây là new person. Đúng không? Thì bây giờ mọi người muốn clone một thằng shallow copy. Shallow copy ở đây định nghĩa là cái gì? Shallow copy ở đây chính thức nó chỉ gọi là tạo ra một cái con trỏ khác thôi. Nó trỏ vào thằng person này. Ok chưa? Thì khi mà nó trỏ cùng đến một thằng, thì khi mà thay đổi hai cái biến person này này, thì cái object bên dưới này nó có thay đổi cùng nhau không? Có thay đổi cùng nhau không? Mọi người nhìn cái hình này này. Hai cái này nó tạo ra hai con trỏ này này, cùng trỏ đến một đối tượng này này. Thì khi mà mọi người thay đổi thằng person Không này ai ạ. thì thằng Không. person này có thay đổi độc lập với nhau không? Không ạ. Không, nghĩa là thay đổi đồng thời à hay là như nào? Nó vẫn trỏ tới các con trỏ bên dưới ạ. Được rồi, tức là nó cùng trỏ đến một cái object nhé. Ok chưa? Đây mọi người có thể nhìn qua ví dụ này. Thằng person này đúng không? Có phải là ở street 1 Nam Định không? Tên nó là Nguyễn A đúng không? Thằng person 2 đang trỏ đến cùng con trỏ con 1 đúng không? Thế bây giờ thằng person 2 chấm get address. Đấy, tức là nó lấy ra address của thằng này và nó xét lại là Hà Nội. Thì theo mọi người in ra thông tin của thằng 1 với thằng 2 thì bây giờ hai thằng này nó còn giống nhau không? Nó có giống nhau Vẫn không? giống nhau, giống nhau. Vẫn giống nhau đúng không? Bởi vì trên thực tế là nó cùng một cái địa chỉ ô nhớ đúng không? Ok chưa? Cái này thì đơn giản đúng không? Là Hà Nội này. Cái này ok chưa? Ví dụ đầu tiên thì nó đơn giản đúng không? Vẫn như lúc mọi người học, nó không có gì cả. Đấy, thử đến ví dụ thứ hai nhá, cho mọi người xem qua. Rồi, ví dụ thứ hai này. Ví dụ thứ hai cho mọi người xem qua xem là đoán xem là nó thay đổi các thứ như nào. Đấy, cái ví dụ đầu tiên thì khá là dễ. Rồi, đây. Address này. Đấy, đây mọi người nhìn thấy không? String này vẫn thế nhá. Không có gì thay đổi cả. Name này cũng thế này. Ok chưa? Person này. Đấy. Thằng này thì vẫn thế này, đúng không? Tiếp theo thằng program này. Đấy, mọi người nhìn nhá. Bây giờ này là mình vẫn có name với address này thôi, mình vẫn khởi tạo lên một thằng person 1 nhá. Ok chưa? Và mình có một cái hàm khởi tạo là thằng person 2. Person 2 nó không trỏ thẳng đến person 1 đâu nhá. Mà nó sẽ là new person và truyền vào person 1. Ok chưa? Thì đây là mình viết ra một cái hàm khởi tạo khác.
Ok nhỉ? Mình viết ra một cái hàm khởi tạo khác. Đấy, và thằng address. Đấy, và mình đang chỉ là cái đối tượng address nó sẽ chỉ đến cái thằng address này. Chỉ đến thằng address của thằng other person. Đấy, còn thằng name nó cũng chỉ đến là other person.name. Hồi hiểu hiểu cái cách viết này không? Hiểu 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 Đấy, bình thường là mình khởi tạo thẳng một cái đối tượng kiểu như này đúng không? Đấy, Vâng. xong rồi bên mình gắn thẳng là person 2 bằng person 1 đúng không? Thì cái đấy là ok, nó thay đổi cùng nhau là đúng rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ mọi người xem qua cách viết như thế này thì liệu là nó còn thay đổi cùng nhau không? Rồi. Ví dụ như ở đây là person này. Đây, đúng không? Nó đang sử dụng cái thằng person 2 này, nó đang khởi tạo từ thằng person 1 đúng không? Đấy, thì tức là thằng address của person 2 bằng other.person, other person tức là thằng person 2.address. Đấy. À, person 1.address chứ. Đấy, còn name của address 2 bằng person 1.name. Đấy, thì bây giờ mình thay đổi cái city của thằng Hà Nội. City thành Hà Nội, Hà Hà Nội, ok chưa? Đấy, thì theo mọi người là in lúc in ra như thế này, person 1 đến person 2. Thì theo mọi người là hai thằng này nó có cùng không? Hay là thay đổi độc lập? Thằng person 1 là bao nhiêu và thằng person 2 là bao nhiêu? Dạ. Person 1 hiện tại nhá, nếu mà chưa thay đổi gì nhá, thì person 1 bằng address của nó là bằng Nam Định đúng không? Person Vâng. 2 cũng vẫn là Nam Định đúng không? Đúng không? Bởi vì nó đang chỉ đến nhau mà đây này. Mọi người thấy nó đang chỉ đến nhau không? Này, mọi người thấy là hai thằng này đang chỉ đến nhau không? Thì có phải là person 1 với person 2 đều đã đang là Nam Định không? Đấy, bây giờ mình thay đổi thằng address của thằng này thì theo mọi người là nó còn đấy không? Nó có giống nhau không? Nó cùng là thay đổi sang Hà Nội hay là thằng person 1 thì vẫn là Nam Định? Person 1 vẫn là Nam Định, person 2 là Hà Nội. Cháy thử nhá. Person 1 là Hà Nội và person 2 cũng là Hà Nội luôn. Ok chưa? Tại sao lại như vậy? Đấy. Thế bây giờ đây, sẽ demo qua cho mọi người này. Thế giải thích cho mọi người nguyên nhân tại sao nó lại như vậy. Đấy, cái hình đây. Đây là cái hình ví dụ 2 này. Đây. Cái này nó là kiểu viết của shallow copy nhá. Tại sao lại gọi là shallow copy? Tức là nó chỉ copy gọi là cái con trỏ thôi. Ok chưa? Đầu tiên nhá, thằng person 1 này trỏ đến một cái object là new person này đúng không? Đúng nhỉ? Đây, sẽ vẽ ra cho mọi người hình dung cho dễ. Cái trong cái kia thì em không chuẩn bị hình vẽ. Đây, giả sử mọi người cứ tưởng tượng đây là bộ nhớ heap đi. Đây, đây là bộ nhớ heap nhá. To như thế này. Ok, giờ đây là một hàng. Đây gọi là person 1 đi. Đây là person 1, ok chưa? Đấy, thì đây là thằng person 1. Và bên trong thằng này có phải chứa hai đối tượng là address và name không? Đúng không? Thì ở đây nó sẽ có chứa thằng address và ở đây chứa thằng name. Đấy, và thằng address này có phải nó trỏ sang một cái đối tượng là address ở đây là ở ở đây có phải là Nam Định không? Đúng không? Và thằng name ở đây nó cũng đang trỏ đến một cái đối tượng là name gì đấy đúng không? Này, name ở đây là Nguyễn A đúng không? Đúng chưa? Đấy thì thằng address nó đang trỏ ở đây nhá. Còn thằng name nó đang trỏ ở đây. Ok nhỉ? Đấy, và bây giờ hiện tại này, mình có thằng thêm thằng person 2 đúng không? Person 2 hiện tại em ghi ở đây nhá, ghi tạm đây. Nó hơi bé một chút. Đấy, nó có hai thằng address và thằng name. Ok, giờ đây là person 2 này. Đây là person 2 này. Đấy, đúng không? Thì bây giờ nhá, mọi người nhìn xem cái cách khởi tạo của nó này. Đây, thằng address có phải là một đối tượng không? Address ở đây có phải đối tượng không? Đấy. Và thằng address ở đây là thằng address của person 2 đúng không? Address của person 2 bằng person 1 đúng không? Chấm address. Thì thằng address của person 2 nó sẽ trỏ đến thằng nào? Sẽ trỏ đến thằng nào mọi người? Nam Định ạ. Nó trỏ đến thằng này đúng không? Hay là nó tạo ra một cái ô nhớ mới là Nam Định? Nó trỏ đến thằng Nam Định rồi. Đấy, mọi người nhìn ở đây này. Có phải là address của person 1 đang trỏ tới address của person 2 là ở đây đúng không? Nó trỏ tới address của person 1 đúng không? Đúng không?
Đấy. Thì khi hai object nó chọn nhau thì đương nhiên là thằng này nó sẽ chọn đây này. Ok chưa? Đấy, thằng name này này có phải là cũng là đối tượng không? Thì bây giờ là name của person 2 bằng person 1.name đúng không? Thì có phải là nó cũng chọn ở đây không? Mày hiểu ý tưởng không? Hiểu không nhỉ? Hiểu hiểu rồi anh. Ok, thế bây giờ mình lấy person 2.get address. Ok chưa? Xong rồi set city bằng Hà Nội. Thì bây giờ person 2 là thằng này đúng không? Chấm get address có phải là thằng này không? Và thay đổi thằng này thì thằng này có thay đổi không? Có. Có đúng không? Ok chưa? Đấy, cho nên là cái cách này nó gọi là shallow copy. Shallow copy nghĩa là như nào? Shallow dịch ra nó là nông nhé. Shallow dịch ra nó là nông nhé. Nông nghĩa là sao? Nghĩa là nó copy không hết. Ok chưa? Trên thực tế nó chỉ tạo ra hai cái con trỏ khác nhau thôi. Ok nhỉ? Hai con trỏ khác nhau. Đấy, và nó trỏ cùng đến một đối tượng nhé. Ok chưa? Đấy, thì trong cái ví dụ này, dù là mọi người viết new person như này, và mọi người, cái ví dụ này thì mọi người dễ nhìn là person 2 trỏ thẳng đến person 1 đúng không? Thế là nó thay đổi giống nhau, đúng chưa? Đấy, còn cái ví dụ 2 này viết nó hơi khó nhìn hơn so với mọi người. Đấy, nhưng mà trên thực tế nhá, mọi người nhìn trên cái chỗ này trên thực tế này là cái address của person 1 nó vẫn đang trỏ, address của person 2 nó vẫn đang trỏ đến là address của thằng person 1 nhá. Ok chưa? Đấy, cho nên là cái chỗ này của mọi người nó vẫn trên thực tế nó vẫn là chỉ đang là tạo ra một cái con trỏ là person 2 và sau đấy nó tạo thêm hai con trỏ nữa là address và name. Chứ còn về đối tượng nó vẫn chỉ có một cái đối tượng là address của person 1 thôi. Ok nhỉ? Cái này ok chưa mọi người? Ok rồi anh, ok rồi. Đấy. Mọi người nhớ là cái cách viết này nó chỉ có ứng dụng ở trong thằng object ấy. Còn tí nữa nó sang thằng deep copy thì nó sẽ là kiểu khác ấy. Ok chưa? Thì đây là shallow copy. Ok.